nhân không đơn độc, bởi đồng hành cùng họ là 6 chiến sĩ tinh nhuệ trong lực lượng công an nhân dân. Với bất cứ một chương trình nào ấy thì thí sinh đấy cũng sẽ bị loại ngay lập tức, không chơi nữa. Như thế không gọi là chiến thuật mà đấy là chơi xấu. Nhưng mà nếu như mà cái chuyện đó có xảy ra đi nữa thì em không được quyền nói. Ai sẽ chạm tay vào giải thưởng chung cuộc 200 triệu đồng và trở thành quán quân mỹ nhân hành động mùa đầu tiên? Anh bật khóc vì anh đã vượt qua được cái chặng đường có thể nói là cuộc đời anh chưa bao giờ anh trải qua. Đón xem vào lúc 20:10 tối chủ nhật hàng tuần từ ngày 28 tháng 7 năm 2019.